Anh em đến giờ mà chưa sở hữu được sổ số mệnh mùa 67 á, thì anh em hãy ở lại video này, mình sẽ hướng dẫn chỉ cho anh em cách để sở hữu sổ số mệnh mùa 67 hoàn toàn là miễn phí nè. Ok, thì trước khi vào video mình hướng dẫn cho anh em á, thì anh em hãy giúp cho mình ủng hộ bằng một cách một nút like và cũng như là một subscribe kênh luôn nha anh em. Và tôi chắc chắn rất là nhiều anh em khi xem được cái video này, chưa kịp xem hết video, mới xem tiêu đề thôi, là anh em sẽ gán cho tôi một cái câu là bíp 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 bíp. Trời ơi, khổ thân tôi quá anh em ơi, tôi có làm gì sai với anh em đâu. Anh em cứ yên tâm và xem hết cái video này đi, có 3 phút, 4 phút thôi, không có tốn gì nhiều thời gian anh em đâu. Anh em muốn làm theo thì anh em cứ có thể làm, và anh em không muốn làm thì anh em có thể xem. Đó, đâu có ảnh hưởng gì đến anh em đâu, đúng không? Và trong video này tôi sẽ giải thích rõ cụ thể, gọn gàng cho anh em mọi đủ thông tin để anh em có thể làm nhiệm vụ đúng mức có thể, và anh em có thể nhận được quân huy miễn phí nha anh em. Và đúng, đó chính là mình kiếm quân huy miễn phí, hoàn toàn miễn phí, đó chính là nhờ app Xquad nha anh em. Nếu như mà anh em nào mà chưa biết á, thì ở lại video này mình sẽ chỉ rõ cụ thể để làm những nhiệm vụ nào để anh em có thể kiếm quân huy miễn phí từ app Xquad này nha. Chứ nhiều anh em á, bảo tôi á, là cày lâu rồi cái kiểu giống như những bạn này nè, đó, rồi kêu tôi là có linh thú này nọ, chứ tôi thực tế tôi còn chưa có linh thú nữa, tôi cày rất là nhanh. Tôi chỉ cần có 1-2 ngày chịu khó bỏ ra 30 phút hơn 1 tiếng thôi. Anh em có thể chơi tự game này nè, là anh em có thể kiếm bùi hoàn toàn là miễn phí, nhanh nhất có thể. Thì anh em vừa khi đăng nhập vô, anh em có thể chơi những tự game khác kiếm cho mình số bùi. Đó, cái số bùi là ghi 452k bùi khi anh em chơi game vua thất hiểm. Thì mình chơi tự game này nè, đó, anh em có thể chơi tự game này cho tôi thôi, là anh em có thể đặt và cũng như là anh em kiếm bùi. Sau khi anh em kiếm được cho mình 7.000 bùi á, thì số bùi 7.000 sẽ hiện ở trên đây nè. Anh em bấm vào cái mục bùi ở ngay đây. Đó, và sau đó anh em chọn hai mục bán. Anh em sẽ đổi số bùi thành số USDT màu xanh như thế này. Rồi anh em quay lại, nó sẽ hiện cái số USDT màu xanh nó nằm ngay góc ngay đây. Đó, sau đó anh em bấm vào một ba gạch ở phía bên đây trái bên đây nữa nè. Đó, anh em chọn một ưu đãi nạp game và chọn cái tựa game Liên Quân hay là những tựa game nào khác anh em muốn nạp á. Đó, anh em bấm vào đó, anh em đổi và mua bằng USDT đó, rất là đơn giản luôn. Mình cứ chơi trò này là một ngày mình kiếm 2-3.000 bui rất là bình thường. Các bạn chỉ cần chơi thoải mái 3-4 ngày là các bạn đủ được thẻ 20k, có khi 50k nữa, nhưng mà bạn nào chịu khó cày lâu vậy thôi. Quá là đơn giản luôn. Còn nếu anh em chơi một trò mà thấy chán quá, anh em có thể bấm mục xem thêm đây nè. Là anh em có thể chơi lựa những trò nào mà đơn giản dễ nhất nữa, nó sẽ thưởng số bui nếu như mà anh em chơi lần đầu. Đó, tích góp thôi, anh em cứ tích góp từ từ sẽ thành tiểu đại thôi mọi người à. Mình cũng chơi áp dụng như thế đó. Còn nếu như mà anh em mà kiếm bui mà không được á, hay là không kiếm đủ số bui á, anh em có thể nạp trực tiếp tiền vào đây. Anh em có thể bấm vào một ưu đãi nạp game, chọn cái gói anh em muốn nạp, giả sử anh em muốn chọn gói 100 kim cương đi. Đó, anh em sẽ được ưu đãi và anh em sẽ được chiết khấu số bui lại, thưởng lại số bui nha. Thưởng bui đó rất là ngon nha mọi người. Đó, nó sẽ đưa anh em sang tài khoản ngân hàng hoặc là Momo rồi đó, tại vì nó báo là anh em không đủ số bui để anh em mua, đúng không? Anh em có thể nạp Momo vào đây. Đó, nó chiết khấu cho anh em. Đó, và được thưởng lại nữa. Và đó là những cách mình chia sẻ cho anh em từ con app Xquad này. Anh em có thể áp dụng và có thể là cày và kiếm số bui, và cũng như là nạp sổ số mệnh hoặc là mua skin hoặc là tham gia những sự kiện liên quân hoàn toàn là miễn phí nha. Và rồi mình chúc anh em có một ngày xem video vui vẻ nha anh em.